Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 15 tháng 2, Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay. Quy định mới nêu rõ Hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ bao gồm hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân. Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ. Hành khách từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý. Hành khách mang quốc tịch nước ngoài cần cung cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu kiểm chứng nhập cảnh gần nhất. Giấy tờ liên quan cư trú tại Việt Nam trừ trường hợp được miễn thị thực, chứng minh thư ngoại giao do Bộ ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, giấy phép lái xe ô tô, mô tô thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách quy định mới. Hành khách nội địa cần xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách Ngoài ra, hành khách chưa đủ 14 tuổi khi làm thủ tục đi tờ bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy bao gồm: giấy khai sinh, trích lục hộ tịch, trích lục giấy khai sinh, trích lục thông tin khai sinh, văn bản xác nhận thông tin hộ tịch. Trường hợp dưới 2 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ đi cùng chuyến bay hoặc một số giấy tờ đáp ứng yêu cầu pháp lý khác.